Thank you.
Em ở nhà không? Em ở nhà em xuống xem xe của chị với, chị sửa xong rồi. Xuống luôn nhá. Rồi rồi rồi. Xong chưa chị? Xong rồi em vào xem đi. Dạ vâng ạ. Em thử đi. Bao nhiêu tiền là gì? Của em á? Của em hết 3 triệu 9 thôi ạ. Này, chị ký hết vào đây rồi. Là hết 3 triệu 9 này. Tiền công của chị là 1 triệu này. Cảm ơn. Là tổng 3 triệu 9. Tại em mua được xe mới, chị lấy không? Em bán lại con này cho chị. Bán con này cho chị á? Dạ vâng. Em bán con này bao tiền? 10 triệu chị ạ. 10 triệu à? Cảm ơn. 10 triệu, nếu mà em bán cho chị 10 triệu thì chị lấy thôi. Nhưng mà trừ hết tiền chi phí ở đây á, hay là em bán mà chờ chị? Chị trừ chi phí đi, nhân công của chị đi. Vâng, em về nhé. Dạ vâng. Cảm ơn nhé. Chị mang về vâng. Chị cũng đi sửa vâng. Để sửa đồ cho khách đi. Dạ vâng. Rồi. Cảm ơn nhé. Vâng.